Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tì Dời. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc crossover cỡ nhỏ, Mazda CX-5 2019 là lựa chọn không tồi nhờ thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và trải nghiệm lái an toàn. Và có đáng để quý vị và các bạn xuống tiền mua dòng xe này hay không? Tì Dời xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo đánh giá chi tiết về dòng xe này. Mazda CX-5 đời 2019 sở hữu nhiều điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, hầu hết ưu điểm của CX-5 mới chỉ tập trung vào cho bản Signature đắt tiền. Bản cơ sở chỉ có các tính năng cơ bản. Sai lầm dễ nhận thấy nhất của CX-5 2019 là phiên bản ngoại thất sơn màu trắng, làm che đi thiết kế bề mặt thông minh và đẹp đẽ của mẫu xe này. Tuy nhiên, nếu so với các đối thủ trong phân khúc, CX-5 2019 vẫn gây ấn tượng với thiết kế khỏe khoắn hơn. Model 2019 giữ lại kiểu dáng mặt trước cân đối của bản 2017, dù lưới tản nhiệt cỡ lớn trông không mấy nổi bật với màu sơn trắng xung quanh. Nói chung, CX-5 2019 không nâng cấp nhiều về ngoại thất so với bản tiền nhiệm. Bản Signature được trang bị đầy đủ các tính năng và là mẫu xe cao cấp nhất trong danh sách tùy chọn của CX-5 mới. Các tính năng này bao gồm ghế trước sưởi và làm mát, vô lăng sưởi, hệ thống âm thanh Bose, cốp điện, ghế sau sưởi, màn hình head-up. Phần nội thất gồm ánh sáng môi trường cho không gian để chân, đèn LED tăng cường, nội thất da lappa, ốp cửa bằng gỗ, bậc cửa chiếu sáng, vô lăng bọc da có chữ Signature. Tuy nhiên, CX-5 2019 lại thiếu mất các tính năng như sạc không dây, đá cốp mở hoặc điều khiển từ xa, vốn đang khá phổ biến trên các mẫu xe đối thủ. Nói chung, chất liệu cabin của CX-5 trông ổn và đẹp, đặc biệt là các phần trang trí bằng gỗ, chất liệu da lappa mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp, không gian ghế trước rộng rãi, phần để chân hàng ghế thứ hai cũng rất thoải mái. Tuy nhiên, cốp không mở rộng rãi nếu so với các đối thủ trong phân khúc như Honda CR-V hay Nissan X-Trail. Dung tích cốp của CX-5 2019 chỉ vào khoảng 874 lít hoặc 1.687 lít khi gập hàng ghế sau. Con số này thua kém nhiều so với Honda CR-V 1.064 lít và 2.146 lít và Nissan X-Trail 1.112 lít và 1.982 lít. Mazda có nhiều công nghệ trong xe nhưng điều khiển không trơn tru và khó dùng hơn đối thủ. Chẳng hạn, hệ thống thông tin giải trí 7 inch mất khá nhiều thời gian cho việc khởi động. Đài vệ tinh mất 1 phút mới hoạt động kể từ khi nổ máy. Màn hình tuy là cảm biến nhưng phần lớn chức năng cảm biến bị khóa ngay khi xe chuyển động. Mọi thao tác điều khiển phải thông qua nút xoay ở khu vực trung tâm. Menu hệ thống tuy đơn giản nhưng tốc độ tả chậm. Các thao tác đơn giản như phóng to thu nhỏ bản đồ, chọn cài đặt sẵn cho radio cũng rất khó khăn. Đổi lại, CX-5 2019 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto và có nhiều tiện ích cho kết nối smartphone. Nếu muốn sạc điện, CX-5 2019 có sẵn hai cổng USB ở phần trước và sau khu vực trung tâm. Tuy nhiên, hai cổng USB phía sau lại nằm giữa phần nghỉ tay cùng các nút bấm chức năng sưởi ghế sau. Nên nếu có 3 người ngồi ở băng hàng ghế sau, rất khó có thể tiếp cận các tính năng này. Màn hình head-up màu hiển thị tốc độ và giới hạn tốc độ, biển báo dừng xe khi tới nút giao cắt và cả mũi tên nhỏ khi xuất hiện phương tiện trong vùng điểm mù của xe. Cụm đồng hồ của CX-5 2019 có thêm màn hình màu 7 inch nhưng hiển thị rất ít thông tin gồm thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu, hành trình, dữ liệu an toàn và một số thông tin không đáng kể khác. Chiến lược của Mazda là chỉ trang bị công nghệ an toàn chủ động cho model đắt tiền. Bản cao cấp Signature có tất cả kiểm soát hành trình thích ứng với các chức năng Stop and Go, phanh trước khi va chạm phía trước với phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữa làn, đèn pha tự động, cảm biến đỗ xe trước và sau. Những tính năng này hoạt động khá tốt trên CX-5 mới, tuy nhiên, cùng phân khúc với CX-5 một số xe đối thủ còn có công nghệ đánh lái vào giữa làn đường trên cao tốc hay phanh tự động khi lùi. Bản CX-5 2019 tuy được trang bị camera lùi nhưng chất lượng xấu, không đáng so với đối thủ. Ngay cả hệ thống camera 360 độ trên bản cao cấp Signature cũng có chất lượng hình ảnh không cao. Bản Signature được trang bị động cơ tăng áp 2.5 lít 4 xi lanh tạch hàng của Mazda thay cho động cơ nạp khí tự nhiên 2.5 lít trên các mẫu CX-5 khác. Mazda 6 Sedan và CX-9 Crossover cũng sử dụng động cơ tăng áp này. Động cơ cho sức mạnh 250 mã lực và mô men xoắn 420 Nm ở tua máy là 2.000 vòng trên phút. Đi cùng dẫn động AVKD, xe mất 7,3 giây tăng tốc từ 0 đến 96 km/h, nhanh hơn 1,5 giây so với bản không dùng tăng áp. Tất nhiên, dùng động cơ tăng áp sẽ tốn nhiên liệu hơn. CX-5 Signature 2019 có mức tiêu hao 10,6 lít trên 100 km nội đô và 8,7 lít trên 100 km đường trường. Con số này cao hơn Ford Escape 2.0T AVKD nhưng nếu so với các biến thể AVKD như BMW X1 và Mercedes-Benz GLC 300 thì cũng chưa thấm vào đâu. Cảm giác lái CX-5 mới khá nhẹ, trải nghiệm lái thể thao hơn các xe cùng phân khúc. Xe đầm chắc khi di chuyển trên cung đường bằng phẳng, đánh lái nhanh và tự nhiên. Chân ga cải tiến giúp điều chỉnh các mức tốc độ chính xác hơn. Chân phanh cũng đầm chắc và phản ứng tốt, một phần do bản tăng áp dùng phanh trước lớn hơn các mẫu CX-5 thông thường.
Nói chung sinh năm mới cho trải nghiệm lái tốt hơn phần lớn đối thủ cùng phân khúc và cải thiện nhiều hơn so với bản tiền nhiệm. Và nó có đáng tiền để mua hay không? Với người dùng thông thường muốn mua một chiếc crossover cỡ nhỏ, Mazda CX-5 Signature không phải lựa chọn vì nó ngốn xăng và đắt tiền, khởi điểm từ 37.885 đô la tại thị trường Mỹ. Bản CX-5 Grand Touring Reserve trang bị ít hơn một chút cũng giá 35.865 đô la. Tuy vậy, Mazda CX-5 2019 vẫn được xem là lựa chọn tốt trong phân khúc nhờ trải nghiệm lái cải thiện và thiết kế đẹp mắt ở tất cả các phiên bản chứ không riêng Signature. Tại Việt Nam, phiên bản cao cấp của Mazda CX-5 có giá 1.019 triệu đồng, dẫn động 4 bánh và động cơ 2.5 lít không tăng áp, công suất 185 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Mazda CX-5 là một trong những mẫu crossover bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh teaser để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sơ mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sơ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.